Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố đoạn video được cho là quay cảnh binh sĩ Nga thu giữ vũ khí và đạn dược của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cung cấp cho Ukraine tại thành phố Avdiivka, tỉnh Donetsk, mà Nga gần đây tuyên bố giành quyền kiểm soát. Theo bộ này, sau khi lực lượng Kiev rút khỏi thành phố Avdiivka do sự tấn công dữ dội của quân đội Nga, các binh sĩ Nga đã xâm nhập vào nhà máy hóa chất và than cốc Avdiivka, nhà máy lớn nhất của thành phố này, và phát hiện các trạm điều khiển máy bay không người lái UAV bị bỏ lại cùng các thiết bị đầu cuối, Internet, vệ tinh Starlink, hàng chục súng phóng lựu đạn chống tăng do NATO sản xuất, đạn dược, lựu đạn cầm tay, vũ khí tự động và nhiều khẩu phần ăn quân đội. Reuters cho biết, trong video có xuất hiện một thùng chứa đầy đạn pháo dành cho súng phóng lựu và một hộp kim loại chứa đầy đạn súng máy 12,7mm với dòng chữ tiếng Ý Ministero della Difesa, nghĩa là Bộ Quốc phòng, cho thấy đạn này do phương Tây cung cấp cho Ukraine. Hiện Ukraine chưa bình luận về thông tin này.